Bộ phim hài kinh dị mới nhất 2024 của Hàn Quốc Đẹp trai thấy sai sai do Lee Seung-min và Lee Hee-ji-un đóng chính đã ra mắt với những cảnh vui nhộn và đầy hài hước. Người ta thường nói nếu vẻ ngoài quá xuất sắc thì dễ bị hiểu lầm. Hai anh em trong phim tự cho mình là những người đẹp trai nhất Hàn Quốc, có tên là Park Bo Seo-ong và Park Bon Hee-yong. Dù ngoại hình không hẳn là đẹp trai nhưng họ có tiền, có xe và có cả biệt thự. Tuy nhiên, điều bất hạnh là hai anh em này vẫn không thể tìm được bạn gái. Sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, họ quyết định về quê sống một cuộc đời bình yên và đẹp trai. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy. Hai anh em đẹp trai trên đường đến ngôi biệt thự mới mua ở nông thôn thì vô tình cán qua xác một con dê đã bị chết trên đường. Khi hai anh em đang cố gắng hết sức để kéo xác dê đi, bởi vì vẻ ngoài quá đẹp trai, họ bị cảnh sát nghi ngờ là những tên tội phạm nguy hiểm. Trong lúc hoảng loạn, ông ta rút củ khoai bị rỉ sét ra khỏi bao da. Mặc dù sau khi kiểm tra, ông ta nhận ra chỉ là hiểu nhầm, nhưng vẻ ngoài quá nổi bật của hai người vẫn khiến cảnh sát cảm thấy nghi nghi. Thậm chí khi đang chất vấn, ông ta nhìn thấy biểu cảm khó tả của Park Bo Hee-yong thì suýt nữa thì lại rút củ khoai rỉ sét ra lần nữa. Thì ra chỉ là trò đùa của cún cưng con đang đói. Vì không tìm được bằng chứng phạm tội của hai người, trưởng sở chỉ có thể hậm hực cảnh báo và để cho họ rời đi. Khi hai người đến biệt thự mới mua ở vùng quê hẻo lánh, họ nhận ra rằng nó khác xa so với hình ảnh trên mạng. Thậm chí chỉ với một tiếng chó sủa thì cánh cửa biệt thự cũng rơi ra mà không cần bất kỳ tác động nào. Mặc dù hai người rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng khi có nhà mới, nhưng bầu không khí tối tăm bên trong nhà và những vòng tròn kỳ bí đã khiến hai người sợ hãi. Cũng may là họ chỉ bị dọa bởi vẻ ngoài quá xuất sắc của đối phương. Sau khi bình tĩnh lại, hai anh em đã chôn xác con dê nhặt được trên đường ở một ngọn đồi gần biệt thự. Trong đêm vắng vẻ cô đơn, hai anh em lại buồn bã mà tự hỏi, rõ ràng là mình rất đẹp trai mà tại sao mãi vẫn không tìm được bạn gái nhỉ? Họ chỉ có thể cầu nguyện trời đất ban cho họ một người đẹp tương xứng với nhan sắc của mình. Thật kỳ diệu, ngay bên cạnh chính là người đẹp đã xảy ra hiểu nhầm nhỏ với họ ở siêu thị vào sáng nay. Tuy nhiên, khi đối mặt với Mina đang tức giận, hai người không biết phải trốn đi đâu, đột nhiên cần câu bất ngờ rung lên dữ dội. Mina quay đầu lại và nhìn thấy hành động kỳ lạ của hai người. Trong lúc hoảng sợ, cô vô tình dẫm phải một viên đá và ngã xuống hồ nước. Chao ôi, cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân là đây, hai anh em đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Họ tranh nhau cởi áo và nhảy xuống sông cứu Mina. Sau khi vật lộn trong nước nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng anh hùng cũng đã cứu được mỹ nhân, nhìn Mina trước mắt như đã tắt thở. Hai người định làm hô hấp nhân tạo cho cô, đột nhiên cô tỉnh lại và hiểu nhầm họ là những kẻ biến thái. Cô vùng dậy điên cuồng chạy trốn khắp nơi, rồi bất ngờ tự ngã cắm đầu vào bùn thêm lần nữa. Cảnh tượng khiến hai anh em thấy nhức nhức cái đầu. Khi họ đang cố gắng cõng Mina ra khỏi vũng bùn thì ở xa những người bạn của Mina đã chứng kiến tất cả. Họ lại nhầm tưởng hành động dũng cảm của hai anh em là bắt cóc. Đám bạn vội vàng chạy về định báo cảnh sát, nhưng lại phát hiện ra ở đây không có sóng điện thoại. Điều khiến cho tên nhà giàu lo lắng hơn là chiếc điện thoại chứa đầy ảnh nóng của hắn lại bị bỏ quên trong túi áo Mina. Một khi những bức ảnh này bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội du học của hắn. Không còn cách nào khác, hắn cử một người đi cầu cứu cảnh sát, bốn người còn lại sẵn sàng mạo hiểm đi cứu Mina. Nhưng lúc này, người bạn đi cầu cứu cảnh sát lại đột nhiên gặp phải một con dê biết nói trên đường. Trong khi đó, Mina tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê cố thoát ra khỏi túi ngủ. Nhìn thấy anh trai Park như một con quỷ dữ ở ngoài cửa, cô vẫn đang lầm tưởng vụ tối qua là mình bị hai anh em bắt cóc. Cô lén lút cầm cái móc sắt định trốn thoát, lại bị em trai Park với một bộ đồ đồ tể phát hiện. Cô bị hù dọa vội vàng quay đầu định bỏ chạy, lại bị anh trai Park vừa bước vào phòng đụng phải. Kết quả là cái móc sắt liều mạng đó đập trúng cửa, không những dọa cho anh trai Park đái ra quần, mà bản thân Mina cũng bị dọa đến nỗi chỉ còn biết quỳ xuống đất khóc oa oa. Chỉ là hai anh em có ngoại hình đẹp trai đến mức quá nổi bật thôi, nhưng bản chất lại vô cùng tốt bụng và dịu dàng. Sau một hồi giải thích cặn kẽ và tiếp đãi chu đáo bằng những món ăn ngon, Mina cuối cùng cũng thấm nhuần đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trong khi đó, những người bạn đang lo lắng nhìn ngó xung quanh biệt thự mà hoàn toàn không biết bầu không khí vui vẻ bên trong. Họ lầm tưởng hành động hai người tranh giành găng tay để rửa bát thành hành động em trai Park đang tàn nhẫn làm hại Mina, cậu bạn sợ đến mức cầm nín. Lúc này anh trai Park bên ngoài dường như có chút ghen tị, anh chỉ biết đứng ngoài lầm bầm. Đang định cầm máy cưa để cắt một khúc gỗ lớn thì vô tình đụng phải tổ ong bắp cày bên trong thân cây. Bị ong bắp cày tấn công, anh chỉ còn biết chạy trốn, lại bị những người bạn đang quan sát bên ngoài hiểu nhầm là đang truy sát. Họ sợ hãi đến nỗi hét lên kêu trời kêu đất chạy toán loạn.
quả là người bạn gái không bị anh trai Park dọa chết, mà lại bị một con ong làm cành cây rơi chết ngay tại chỗ. Bên kia, cảnh sát trưởng đang tuần tra trên đường, ông vẫn không thể nào quên hai anh em đẹp trai giống mình. Đang lái xe lòng vòng thì đột nhiên bị người bạn gặp dê đến cầu cứu làm cho sợ hãi. Phía bên kia, mấy người lầm tưởng cái chết của cô bạn gái là do anh trai Park truy sát, tuy hắn rất sợ hãi nhưng vẫn muốn lấy lại điện thoại của mình. Họ ẩn nấp ở xa lặng lẽ quan sát, lại lầm tưởng cái thùng mà em trai Park dùng để trồng rau là quan tài để chôn sống Milan. Thế là họ định ra tay trước khi hai anh em tàn nhẫn hành động. Lập tức hai người cầm gậy bóng chày định lẻn vào đánh lén, bất ngờ tên nhà giàu bị điện giò rỉ trên mặt đất làm cho bất tỉnh. Thấy vậy người bạn còn lại tức giận định lao vào, nhưng lại bị dây điện trên mặt đất làm cho vấp ngã rồi trực tiếp bay thẳng vào thùng gỗ. Còn bị chính cây gậy bóng chày mình ném ra đập vào đầu chết ngay tại chỗ. Phía bên kia, người bạn còn lại cũng định đánh lén anh trai Park, vừa ném ra một con dao găm lại trúng vào chân mình. Hắn đau đớn đến nỗi không thể nhúc nhích. Sau đó tức giận rút dao định xông vào đâm chết anh trai Park, nhưng không ngờ lại hụt đà lao thẳng vào mái nghiền. Điều này khiến cả hai sợ hãi, thậm chí còn làm cho Mina bất tỉnh luôn. Hai người sợ hãi đến mức không dám báo cảnh sát, chỉ còn biết trốn trong nhà run rẩy. Cảnh sát sau khi nghe được lời cầu cứu thì vội vàng chạy đến biệt thự, gặp được tên giàu có tỉnh sau cơn mê. Sau khi cảnh sát trưởng nghe xong câu chuyện của bọn họ, liền cầm củ khoai một mình xông vào nhà. Anh ta lén nghe thấy hai người đang định chuyển thi thể ra ngoài, điều này khiến ông ta càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Anh ta vội vàng đẩy hai người đến cửa định còng tay họ lại. Kết quả cảnh sát trưởng không nghe lời khuyên, trực tiếp bị tấm ván có đinh đập trúng. Khi đang loạng choạng đứng dậy thì va phải ấm nước sôi 300 độ, chưa hết đâu. Ông còn bị đèn treo trên trần nhà đập trúng, vất vả lắm ông cũng bước ra được cửa với mặt đầy vết thương. Không ngờ trong lúc bất tỉnh làm củ khoai cướp cò cháy luôn xe hơi. Hóa ra lúc đến biệt thự, bánh xe cán phải chiếc cào mà hai anh em làm rơi khiến xăng chảy khắp nơi. Hai anh em nhìn thấy thì rất hoảng sợ, cầm nhầm chai nước suối chứa đầy xăng cứ thế tạt vào để chữa cháy. Không những làm cho xe cảnh sát nổ tung dữ dội, mà còn làm cho cảnh sát trưởng đen đủi đang hấp hối cũng ra đi tại chỗ. Thà không mở miệng thì thôi, kết quả là lời chào hỏi tốt bụng này càng làm cho tên giàu có suýt bị nổ chết hiểu nhầm. Hắn nhặt củ khoai trên mặt đất bắn loạn xạ. Thấy hai người không chịu ra ngoài, hắn dùng cún cưng của hai anh em để uy hiếp. Thấy vậy em trai Park đội mũ sắt chạy ra ngoài, dùng máy bắn đinh bắn loạn xạ về phía họ. Anh trai Park nhân lúc hỗn loạn cướp lấy con chó rồi chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị tên giàu có bắt lại. Hắn trói anh vào cây rồi chăm sóc anh ấy bằng gậy bóng chày. Mina vội vàng chạy đến giải thích sự hiểu lầm của họ, nhưng tên giàu có chỉ muốn lấy lại điện thoại. Lúc này hắn không còn chút tình bạn nào, miệng đầy những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm Mina. Đột nhiên bị người bạn phía sau chọi cho một cái rồi cướp lấy điện thoại khiến hắn ta ngơ ngác. Điều đáng sợ là người bạn vừa chạy thoát được một lúc thì đột nhiên run rẩy chạy lại. Thì ra sau lưng là con quỷ dê đang nhập vào người bạn gái đã chết. Nó điên cuồng đuổi theo người bạn đi báo cảnh sát. Lúc này tên giàu nhân cơ hội uy hiếp bọn họ, định cướp chìa khóa xe rồi chạy trốn. Thôi xong, con quỷ dê đã nhập vào người bạn báo cảnh sát. Cảnh tượng này khiến mọi người sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Lúc này tên giàu có lại lấy ra tấm bùa hộ mệnh mới mua với giá 10 triệu đô, tưởng thật sự có thể trấn áp con quỷ dê còn khoe khoang khắp nơi. Kết quả bị quỷ trực tiếp đốt cháy, sau đó lao lên người hắn ta cắn xé điên cuồng. Mọi người cùng nhau hợp sức, cuối cùng con quỷ dê cũng bị ném xuống hầm. Nhưng tên giàu có sợ hãi đang run rẩy vẫn bị nó kéo xuống. Quỷ dê còn bày ra pháp trận để mở cánh cổng địa ngục triệu hồi quỷ dữ. Cùng lúc đó, vị linh mục già hôn mê suốt mấy chục năm, đột nhiên nhớ lại sự việc 66 năm trước có một linh mục nước ngoài đối mặt với con quỷ dê trẻ trâu, dù đã dùng mọi cách nhưng đều vô ích. Cuối cùng ông lấy ra củ khoai mà ngay cả con quỷ dê cũng sợ hãi. Excuse me, sir. Shut up! Sau khi giải quyết thành công, trước khi rời đi linh mục dặn dò ông ta. Ông ta đột nhiên tỉnh dậy từ trạng thái thực vật trở lại bình thường. Ông tra cứu trong sách cổ thì biết được chính là mấy người này vô tình dâng con dê làm vật tế lễ cho con quỷ dê, đồng thời họ cũng trở thành vật tế lễ của con quỷ dê. Cảnh sát trưởng ngu dốt không phân biệt thiện ác, cũng vì ông ta mà con quỷ dê được hồi sinh, cho nên mới có thể chiếm hữu thân thể cẩu mấy người số đen này. Để đối phó với quỷ dê hồi sinh, vị linh mục già đã đến biệt thự, vừa bước vào lại lầm tưởng hai anh em có ngoại hình đẹp trai này là con quỷ dê. Con quỷ dê nhập vào người bạn đột nhiên nhảy ra từ hầm, vị linh mục già tưởng như rất lợi hại lại bị vuốt má một cách nhẹ nhàng. Con quỷ dê hại linh mục suýt chết lại còn muốn thiêu chết bọn họ trong lửa địa ngục. Lúc này anh trai Park nhân cơ hội châm lửa vào xăng chảy ra làm nổ nhà,
Tuy họ thoát ra an toàn nhưng không ngờ con quỷ dê sống dai hơn cả đỉa đói không chớt. Bước ra khỏi biệt thự mà không hề hấn gì, nó sử dụng năng lực quỷ dữ biến mấy người xấu xa thành xác sống rồi bắt đầu điên cuồng bao vây họ. Tuy nhiên, hai anh em nhà họ Park lúc này giống như ngoại hình nổi bật của họ, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào cưa máy đã tiêu diệt được đám xác sống hồi sinh. Đối mặt với con quỷ dê lao tới, chỉ một cú đấm đã đánh bay nó đi 1000m. Vừa tưởng đã tiêu diệt được con quỷ dê đang vui vẻ ăn mừng thì đột nhiên bị nó bay tới châm vào đùi. Em trai Park bên cạnh cũng bị đánh bay đi vài mét, hai người lập tức mất khả năng phản kháng, chính vào lúc họ sắp bị con quỷ dê đưa đi. Hóa ra ông anh này không có tác dụng gì, trực tiếp ăn một đấm bất tỉnh luôn. Lúc con quỷ dê đang giơ cưa máy lên và muốn làm điều đó, Mina đã tìm thấy viên đạn có thể đối phó với quỷ dê. Với sự giúp đỡ của hai anh em đẹp trai dùng máy bắn đinh tự chế, con quỷ dê siêu mạnh cuối cùng cũng bị ăn kẹo đồng. Cùng với bàn tay khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, con quỷ dê cuối cùng cũng bị tiêu diệt, pháp trận trong hầm cũng theo đó tắt ngấm, thời tiết trở lại trong trẻo như xưa. Ba người trong cuốn sách cổ lại trở thành thiên sứ được Chúa phái xuống để đối phó với con quỷ dê. Kết thúc bộ phim, mọi người đều thành thật khai báo với truyền thông về mọi chuyện đã xảy ra và được tuyên bố vô tội. Trên đây là bộ phim kinh dị hài hước trừ tà mới ra mắt tại Hàn Quốc. Những anh chàng ngớ ngẩn, hài hước pha lẫn chút kinh dị, nhưng trong sự kinh dị lại ẩn chứa những tiếng cười nghiêng ngả. Một bộ phim vô cùng tuyệt vời. Tớ là trưởng thôn review, hẹn gặp lại.